ai cũng chụp hình ở đây hết thôi, mình cũng bon chen vô thôi. Kiểu khu này là đang chờ để múa lân, 5 giờ có múa lân ha, còn 15 phút nữa là có múa lân. Mình đi dạo dạo một vòng đi. Có chú Hề à, chú Hề bên kia kìa. Gấu dòng người rất là rồi múa lân tới 17 giờ đây có phần thi của những đội 17 giờ Hàn Đức, Hà Vĩnh Tiên, Em và Phong Lan, và sau đó sẽ là lễ trao giải cho những đội đạt được cao nhất một chút xíu múa lân nha. Và điều tiếp chúng tôi sẽ mời quý vị đại biểu, vị khách mời, ban trọng tài sẵn sàng vào vị trí quy định. Và xin mời quý vị chúng ta hãy chuẩn bị về đến với những màn thi đấu ấn tượng trong ngày hôm nay. Xem xuống tại vì mấy cái nón có thể ngồi được, còn đây mình đứng. Phía sau thì mọi người chụp hình. Giống Thanh Bạch quá ha. Mặc áo gì? Về đèo mặt kia. Hình như MC Thanh Bạch. Không nhớ. Kính thưa quý vị thân mến, một lần nữa và tôi chúc chúng tôi báo giải lên sân khấu chính thức cái chương trình chúng ta năm 2017 giai đoạn thứ tư đúng rồi Hà Vũ PN và con Nga sẽ được diễn ra. Chúng tôi xin mời quý vị đang tổ chức quý vị xin mời ban trọng tài hãy tiến vào tìm kiếm quy định để gặp được Thanh Bạch nè. Cuối cùng là đây xin mời chụp hình. Mình cùng người nói tiếng à. Mà số này làm đúng. Đeo lên rồng. Thank you.
chờ coi phát đâu.